Mẹ nhá. Nhá. Đi, đi ra xong bên này với mẹ nhanh lên. Con. Đi ra đây con đây. Sao? La la la. Đi ra kia con. Đi sang bên này. Cả nhà ta. Ui. 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 Cụt mất rồi. Cụt mất rồi. Cụt mất rồi. Con cắn mẹ chứ sao? Đấy. Đang làm gì đấy? Hả? À, bế sang bên kia nhá. Ôi trời. Sang bên kia lấy nhé. Dạ. Bên kia. Vâng. Cắt quả đấy chứ. Đi đi á. À, xuống mình cắt nốt quả này. Cắt quả này nhá. Dạ. Sao? Sao? Đi 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 sao? Nào, ra đây nữa con. Lấy quả này nữa con. Em, ơi. Nó đi ra kia đặt đi con ơi. Ra đây đặt đi con ơi. Ra đây nhanh con. Kia kìa con thấy chưa? Thấy chưa? Hử? Ôi trời. Ôi trời ơi, đi ra đây. Ra đây con, ra đây ôm cho mẹ. Con cầm cho mẹ nhá. Nhanh 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 nhanh. Con cầm cho mẹ. Đang là con ong à? À. Con ong là con bông. Ra mẹ cõng đi nào. Ra đây.
con ngồi xuống để mẹ xếp nào, xếp vào gùi đi về nhá. Hôm nay con mình đi về thôi nhỉ. Biết con đau á? Đau lắm á? Dạ. Mẹ xếp một tí nữa. Bé con nhá. Thank you.
bởi cho đấy tí nữa là tính là nó chặt đi thì ta cắm sổ ta nằm. Sửa đi bác, để cho một cái mà đi. Vâng ạ, thế cũng được ạ. Hỏng rồi á. Vậy thì đi, vào đây bác để cho một cái. Vâng ạ. Vậy sửa đấy, sửa nhiều mới đi được đấy. Đây. Hỏng nhiều phết anh nhỉ. Ừ, nó cũng hỏng nhiều rồi đấy, nhưng mà đây để chép sẽ buộc hết rồi này. Thế bác để lại cho em đi sửa nhá. Ừ, đấy. Nếu mà lấy được thì mẹ con lấy đi cho nó khỏi vất vả. Vâng ạ. Ừ. Thì cảm ơn bác quá. Ừ. Chép mình xong là đi vào nhà bác uống nước. Vâng. Ừ. Đi, con ừ. Đi vào đây bác uống nước. À, ông chào hai mẹ con. Đi vào nhà uống nước đi. Đi đâu về? Cháu đi chợ về ạ. À đấy à, có mua được cái gì nhiều không? Cháu đi bán mướp ông ạ. À đấy à, ông trời ơi, vậy giá lúc nãy mà ấy cầm cho ông mua mấy quả nhiều. À đấy à, mai kia nó có thì để cho ông vài quả nhá. Nằm bước. Đấy, vậy thì mẹ con bắt để cái xe ấy đấy. Mang về sửa sang nhưng mà đi. Vâng ạ. Nó cũng hẳn lâu bác không đi đâu. Vâng, thì bác để cho hai mẹ con cháu ạ. Cháu đi chợ đi bộ vất lắm. Thì mang về sửa sang hỏng nhiều lắm rồi, nhưng mà thôi nó chả có thì cố gắng sửa sang mà đi. Vâng ạ. Thế bác lấy mẹ con cháu bao nhiêu tiền để mẹ cháu gửi ạ? Đấy, mẹ con có bao nhiêu đưa bác, sao nó để được bao nhiêu bác để. Vâng. Vừa bán vừa cho thôi, các cháu nghèo chả có. Vâng. Đây cháu còn bằng này ạ. Đây cháu gửi. Bác nhá. Thôi đây, vậy để ông cho lại cò nhá. Xin. Rồi. Xin bác. Rồi Em cảm ơn nhá. Rồi, đấy thế bác lấy vậy nhá. Rồi. Cháu đi về luôn đây. Chào bác con. Con. Mẹ con với nhau về nhá. Vâng, cháu chào. Mai sửa sang cái mà phương tiện đi lại nhá. Vâng ạ. Rồi. Cháu chào ông. Ông chào mẹ con nhá. Con đứng đấy nhá để dắt xe. Rồi. Đưa xe cho con nó dắt về. Khó mà dắt chứ không nổ nữa đâu. Vâng ạ. Để cháu đi mang đi về sửa. Mang về sửa mà đi. Nha, nhẹ cháu đi về đây. Về nhá. Con về nhá. Dội cho nó. Dội.
đập ra xong rồi mình một xe mới để đi đấy. Đây, đúng rồi. Xem nhá. Dụng cục sạch là con chỉ ra một tí, chỉ ra một tí. Con chỉ rất áo. Đúng rồi, giỏi quá. Mình lấy nước rồi à? Con nhìn mát nhé. Chả tắm được thơm thơm luôn nhỉ? Thơm thơm đấy. Ôi, sao đây? Hả? Em ở nhà nhá, chỉ đi mượn đồ về sửa, không phí hết tiền này. Vâng, không có tiền đi sửa đâu. Ơ, bác rửa chân thoát nào. Em ở nhà nhá. Vâng, chỉ đi mượn đồ.
ăn à? Dạ chị. Cái sống chết ở đấy. Thank you.